Rồi xong rồi, vẫy mình rồi. Rồi rồi, như công an nó vẫy mình thì sao ấy anh? Kêu mình vào rồi. Không biết có sao không anh nhỉ? Thì có sao đâu, mình đi đúng thì chả sao. Kêu mình đúng không? Vâng, kêu mình. Đến nay giờ mình đâu có chạy sai gì đâu mà mình phải sợ. Để tấp tấp xe gọn gọn vào đây. Rồi, đang đi lên à? Vâng, đang đi lên phía anh đấy. Đông, bên anh à? Vâng. Ngồi im đây nhá, đến xuống anh làm việc nhá. Sao anh? Anh vi phạm vượt ở đèo Bảo Lộc chứ sao? Muốn sao? Muốn lập biên bản cho thấy sao? Lên cái bóp cái. Kỳ lấy cho anh cái bóp tiền ở trong này cái để lấy giấy tờ. Đi sao không anh? Kêu là bị vượt đèn. Camera hành trình vẫn bật đúng không? Đưa anh để anh kêu ra đằng trước nắp capo để có camera hành trình anh quay luôn. Đi ra đằng trước xe anh. Quá. Tình hình sao rồi anh? Đây mình đi mình vượt ở chỗ đèo Bảo Lộc đây. Để vượt đèo Bảo Lộc xong rồi ở trên camera nó quay được. Rồi lỗi vượt đèn đỏ. À quên, là lỗi vượt vượt xe khác nhưng mà lại vạch liền á. Vạch liền chỗ đấy không cho vượt á. Thì mình sai thì mình chịu thôi chứ sao bây giờ. Đi, bây giờ anh em mình đi về. Xin chào tất cả mọi người nhá. Mình là Trọng đây. Thì anh em Trọng là mới bị công an bắt xe xong mọi người ạ. Thì ngày hôm qua thì anh em Trọng là đi quay xa nên là anh em Trọng ngủ lại. Sáng ngày hôm nay thì anh em Trọng mới chạy về á. Thì nãy có chạy tới khúc đường đèo thì Trọng có vượt một cái xe khác. Thì thành ra là mình vượt sai, thành ra là mình sai thì mình phải chịu thôi. Thì mới bị mấy chú công an hỏi thăm. Nói chung là mình sai thì mình sẽ chấp nhận mình sai. Mình đóng phạt, mình nộp phạt đàng hoàng luôn. Tại vì anh em Trọng thì cũng chủ quan quá. Tại vì thấy đường nó vắng á. Đường nó vắng thì không có mấy xe á. Chỉ có một cái xe ở đằng phía trước thôi. Nên là anh em Trọng mới vượt. Tại vì chứ nếu mà thường ngày, nếu mà đường mà có đông xe thì Trọng cũng sẽ không vượt. Tại vì cái đường cũng đang vắng á. Sáng anh em Trọng cũng chạy sớm, đường đang vắng nên là anh em Trọng mà không có vượt. Thì nãy là bị bắt. Bây giờ là anh em Trọng mà trên đường chạy về nhà nhá cả nhà nhá. Nói chung là đây là một là cái kỷ niệm nhỉ. Lần đầu tiên mình bị bắt xe từ khi mình mua cái xe này đúng không? Lúc trước thì chạy xe máy thì anh em cũng thỉnh thoảng cũng bị bắt đôi lần. Nhưng mà từ cái ngày mà Trọng mua cái xe ô tô này thì đây là cái lần đầu tiên mà Trọng bị bắt xe luôn. Đó. Chung là mình sai thì mình chấp nhận mình sai và mình chịu. Sau này là mình phải giữ bình tĩnh hơn mới được, chạy phải đúng tốc độ. Đó, bây giờ như đường này này, đó, bây giờ chạy có 50 này, thấy không? Thì đây là lần đầu tiên mà Trọng bị bắt xe ở trên cái đoạn đường này luôn. Mà cái xe mới của Trọng lần đầu tiên bị bắt luôn đó cả nhà.
quay lại cái đoạn video này để làm kỷ niệm. Hôm qua là anh em Trọng là mới đi lên trên Đà Lạt quay một cái hoàn cảnh rất là khó khăn luôn. Thì tại vì xa quá nên là mấy anh em là không có về được, thành ra là mấy anh em ngủ lại. Đến ngày hôm nay thì mấy anh em mới về. Thì còn chắc tầm tiếng mấy nữa là về tới nhà rồi, nhưng mà ngày hôm nay thì lại đúng không? Không hỏi nói trước thì điều gì. Thì bây giờ mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Bây giờ anh em mình đã đi về đến nhà rồi nha cả nhà ơi. Hôm nay là một ngày thực sự rất là chán đời luôn. Không biết này, thằng này nó đứng đây làm gì đây? Đứng đây làm gì đây? Đến đây mình chú đi bắt ong rồi. Đây ai? Đây mình cậu kia. Đi đâu? Đi bắt ong rồi. Đi bắt ong à? À bắt ở đâu đây? Bắt ở trên núi. Tổ to không? Tôi cũng có 10 lít này. Anh có đi không? Đi à? Vâng. À đi. Tổng cộng là bao nhiêu người đi? Tổng cộng có 5 người đi anh. 5 người đi à? Vâng. Mà tổ cả chục lít cơ à? Vâng. À chuẩn bị đồ nghề xong hết chưa? Chuẩn bị rồi. À đứng lên đợi anh một tí nhá. Đợi anh 5 phút để anh vào anh thay đồ rồi anh đi luôn. Ờ đứng lên đợi anh 5 phút. Kêu mấy người kia đợi anh luôn nhá. Chào cả nhà nhá. Là hiện tại bây giờ là anh em của Trọng, Trọng với cả mấy anh em với cả cậu của Trọng là đang trên đường hành trình đi bắt ong. Thì kiếm suốt từ sáng tới giờ luôn. Thì bây giờ là mới kiếm được một tổ ong. Thì cái tổ này nó cũng rất là to luôn khán giả. Thì nó rộng cỡ khoảng 1 mét này. Nó dài thì cỡ khoảng là hơn nửa mét một chút, rộng 1 mét. Cái tổ này thì Trọng nghĩ là nó sẽ rất là nhiều mật. Hiện tại bây giờ là anh em Trọng là đang ở trong rừng sâu nhá. Tận sâu trong rừng luôn. Bây giờ khán giả đi rồi Trọng cho khán giả xem cái tổ ong. Đi, đi ra cái tổ ong. Nhưng mà cái tổ này là nó nằm ở cái cây ở tận trên cao nhá. Túc trên cao luôn. Cái cây này nó cao chừng cứ khoảng 20 mét, hơn 20 mét khán giả. Kìa, đây là cái cây tổ ong ở bên kia. Để Trọng ra thì Trọng chỉ cho khán giả xem. Ngày hôm nay thì nhóm của Trọng đi bắt ong thì gồm có 8 người. 3 anh em với cả cậu của Trọng với cả mấy người anh nữa. Kìa khán giả. Thì ong nó làm tổ ở cái cây bên kia kìa. Nó cao bằng cái cây này luôn. Cái cây kia nó hơi rậm nhưng mà Trọng chỉ cho khán giả xem cái cây này này. Kiệt quay phát lên trên cao cho khán giả xem. Cái cây này nó cao khoảng chắc hơn 20 mét á. Thì cái tổ ong nó đang làm ở cái cây bên cạnh đó. Tổ ong rất là to luôn khán giả. Thì bây giờ khán giả ra đây Trọng quay cho khán giả xem tổ ong luôn này. Để Trọng ra Trọng chỉ cho khán giả xem cái tổ ong này. Rất là to luôn nha khán giả. Tổ này mà bắt thì chắc được khoảng chắc có khi cả chục lít luôn á. Đây. Trời ơi tổ rất là to luôn. Kiệt ra đây em quay cho khán giả xem kìa. Quay lên. Nếu mà cái máy này mà khán giả nhìn không rõ thì Trọng sẽ lấy cái máy zoom, Trọng zoom lên cho khán giả xem. Khán giả thấy chưa? Kìa ở ngay khúc ba chạc của cái ngọn cây đó. Nhưng mà lá nó hơi che này. Để Trọng lấy cái máy zoom, Trọng quay cho khán giả xem. Để Trọng lấy cái máy zoom này, Trọng quay cho khán giả xem cái tổ ong ở trên cao này. Khán giả. Đó, khán giả thấy không? Tổ ong này phải nói là rất là to luôn. Nhưng mà Trọng đứng từ xa, Trọng đang đứng cách tổ ong này khoảng 20 mét. Nên là chắc là khán giả nhìn thì bên ngoài khán giả thấy nhỏ nhưng mà thực sự nó rất là to. Khán giả nhìn cái lá cây mung kìa, cái lá cây mung là một cái lá đó bằng 3 ngón tay mà cái lá cây mung so với tổ ong nó rất là nhỏ luôn. Tại vì Trọng đứng từ xa Trọng quay này, khán giả xem này, cây rất là cao luôn. Đó. Cây rất là cao luôn nên là Trọng đứng từ xa thì Trọng quay khán giả nhìn không rõ lắm. Đó, cây nó rất là cao luôn nha. Để Trọng quay lại tổ ong cho khán giả xem này. Tận ở trên đỉnh ngọn cây luôn. Cái tổ này là Trọng nghĩ là nó sẽ rất là nhiều. Hy vọng rằng là được hơn 5 lít mật. Trời ơi, khán giả nhìn thấy đã không? Để bây giờ Trọng chuẩn bị quá trình Trọng bắt ong thôi. Bây giờ là Trọng, anh em Trọng với cả các cậu của Trọng là đang đi chuẩn bị đồ nghề để bắt ong. Đang làm đuốc. Đi, đi nhanh lên em. Đây là cậu của Trọng nhá. Cậu của Trọng đang làm đuốc này khán giả. Đang chặt những cái cây mung khô này để làm đuốc này. Quay cho khán giả xem luôn này. Làm đuốc để mình tạo khói lên á.
để cho ong nó có khói rồi nó xay khói nó bay đi, nó không không có đốt mình nhá. Đây là lá cây này để mình cột xung quanh ngoài cái bó đuốc á, để cho nó tạo ra nhiều khói. Đây là cậu của Trọng là đang chuẩn bị. Ở phía dưới kia còn mấy anh em nữa, nhưng mà mấy anh em là đang chặt những cái cây để làm những cái dàn để mình leo lên á. Tại vì cây này cao nên mình phải bắc thành một cái dàn để leo lên cho nó dễ. Nãy giờ thì Trọng đi chặt cái cây mây. Cái này là cây mây rừng, để Trọng làm thành những cái cọng dây lạt á, để cột lại để làm cái dàn giáo để leo lên. Đây là cái cây dây mây rừng này khán giả, đem ra để làm lạt. Đây, chè lạt này cậu. Đưa cho cậu của Trọng chè cái lạt. Đây là anh Bun với cả thằng Cu hôm bữa đi cũng đi bắt ong cùng Trọng nhá. Bây giờ Trọng quay cho tất cả khán giả xem cái quá trình chuẩn bị bắt ong của anh em Trọng nhá. Thì đây thằng Cu này nó đang leo lên để nó hái cái lá rừng để làm đuốc. Còn phía bên này là cậu của Trọng với cả mấy anh em là đang chuẩn bị đồ nghề để bắt ong đây. Cậu của Trọng đang làm lạt đây. Thì cái người đội nón bảo hiểm đó là cậu của Trọng. Khán giả thấy cậu của Trọng không? Cậu hai cái cậu ơi. Cậu của Trọng cười nha khán giả. Còn đây là bên phía bên này, đây là anh Bun. Anh Bun là anh đã đi bắt ong cùng Trọng nhiều lần rồi, chắc khán giả cũng biết rồi. Còn đây là anh Đảm, cái anh mà cái ngày đầu tiên đi bắt ong mà anh bị đốt quá trời đó. Ngày hôm nay là anh cũng đang cười rất là tươi luôn khán giả thấy không? Bữa trước bị đốt mấy trăm mũi, bây giờ vẫn cười rất là tươi. Ngày hôm nay thì anh em Trọng đi bắt ong thì rất là nhiều người đi, tổng cộng là 8 người đi. Rồi Kỳ, còn em Kiệt với cả một người em nữa của Trọng rồi. Đây, Kiệt nó đang ở dưới đây đi khán giả. Kiệt nó đang chuẩn bị đồ đạc này kia các thứ. Kiệt hai khán giả các em. Đó. Kỳ tháo nón ra chào khán giả cái nào em. Đây là một người em trai của mình luôn, em họ của Trọng luôn. Ngày hôm nay theo Trọng đi rừng bắt ong luôn. Đó, cho khán giả xem những cái ngày hành trình bắt ong của anh em Trọng là như thế nào. Bên này là các cậu với cả những anh em thì đang chuẩn bị đồ đạc. Còn đây là thằng cu em mọi ngày nó cũng hay đi bắt ong với Trọng này khán giả. Chắc khán giả xem thì khán giả cũng thấy thằng cu này hôm bữa mà qua nhà Trọng rủ Trọng đi bắt ong đó. Chào tất cả mọi người, nãy giờ là cái quá trình chuẩn bị những cái công đoạn bắt ong của anh em Trọng đã xong rồi. Thì Trọng mới mặc đồ bảo hộ vô xong. Thì bây giờ là cậu của Trọng với cả anh Đảm là đang leo lên cây bắt ong. Còn Trọng ở bên dưới là Trọng sẽ hỗ trợ. Ong cắt mật ong xong thả xuống là Trọng sẽ hỗ trợ. Khán giả xem cậu của Trọng đang leo cây kìa. Cả nhà nhìn cậu của Trọng leo cây thấy chuyên nghiệp không? Leo bằng tay không nhá, không có đồ bảo hộ rồi không có dây bảo hiểm luôn, leo bằng tay không, leo lên trên đỉnh. Cậu của Trọng thì đi rừng từ nhỏ nên là những cái kỹ năng đi rừng rất là chuyên nghiệp luôn cả nhà. Cả nhà xem cái cây thẳng đứng mà cao không? Leo vịn vua cái dây rồi leo lên trên cao. Còn cách khoảng 5-7 mét nữa là lên tới đỉnh nha cả nhà nhá. Tổ này được khoảng mấy lít cậu, 5 lít không cậu ơi? Chắc được phải 5-6 lít khán giả. Xuống rồi sao ơi? Xuống chưa? Xuống rồi, cứ ngồi bình tĩnh đi không sao đâu. Nào nó mới đốt mới có sao. Rồi, cậu của Trọng lên tới trên đỉnh rồi nhá. Ong nó vỡ tổ rồi nha cả nhà. Cả nhà nhìn cái bầu mật màu vàng vàng kìa, trên ngọn cây kìa, cả nhà thấy không? Cái đó là cái nguyên cái bầu mật kìa. Còn tổ ong bây giờ là cậu của Trọng lên bắt nó có khói ra, bây giờ tổ ong nó vỡ ra rồi. Nó đang bay xung quanh rất là nhiều luôn. Đó, tổ này Trọng nhìn từ dưới này, Trọng nhìn lên thì Trọng nhìn thực tế là rất là to luôn. Không biết là khán giả nhìn ở trong này thấy thế nào. Ong bay loạn xạ rồi kìa cả nhà.
mình ngồi ở bên dưới đất như này á, ong nó có thể nó đốt mình, chứ mình leo lên trên cây như vậy thì ong nó sẽ không có đốt. Tại vì cậu của Trọng là cầm cái đuốc đó cả nhà, có khói vậy là ong nó say là nó sẽ không có đốt. Còn là mình ngồi dưới đất này mà mình mà hở mình mà chạy là ong nó sẽ đuổi theo nó đốt luôn. Bây giờ cậu của Trọng là đang chuẩn bị cái quá trình để cắt cái bầu mật xuống nha cả nhà nhá. Cái này Trọng quay phóng to từ xa nên là rung quá, nên cả nhà thông cảm cho Trọng nhá. Tổ này bầu mật to thế. To. Kìa cắt kìa anh Bun kìa, xuống kìa, cắt rồi kìa. Đang cắt đấy. Ôi, cậu nghĩ cậu cắt kìa, sợ rớt một mảng. Anh Bun, ôi. Ui rồi. Khán giả kìa, Trọng ra, Trọng quay cho khán giả xem. Anh Bun ra lấy đi anh Bun. Nguyên cái bầu mật mới cắt ra đang vướng trên cây kìa cả nhà. Bây giờ anh Bun anh ra anh đang nhặt. Có chọc xuống được không? Để chọc xuống Trọng lấy cái bầu mật này ra mới được. Ông đốt hay gì anh Đảm? Sao bỏ chạy rồi? Rồi. Đừng có rung anh Bun. Vâng, đâu có ấy đâu. Anh Bun nhẹ nhàng thôi anh Bun. Anh nhảy xuống nhẹ thôi. Đâu, đem lên đây nào. Đây cả nhà. Trời ơi, tổ ong to chưa? Lôi. Anh mở cái túi ra cho em anh. Thắng đâu thắng. Mở cái này ra anh bỏ vào không nó chảy mật thắng. Mở cái này ra em. Khán giả thấy tổ này to ghê không? To không Kiệt? To ơi. Ôi trời ơi, vô mánh rồi. Vác. Coi chừng mật nó chảy, lên trên đi. Còn gì đâu mày? Còn tròn trên đấy còn nhiều mật mà. Cái cục đấy cục đấy mật mới nhiều. Cục đấy mày sao 7 lít đấy. Mày chích cũng bỏ không? Ông chích nhiều không? Nhiều ạ. Sao anh có bị chích phát nào đâu? Cái tai của em nó tai nhỏ. À. Kem đây rút nghe thôi. Rút đi. Nãy giờ thì anh em Trọng với cả các cậu của Trọng là đã bắt xong tổ ong rồi nha khán giả. Mật tổ này rất là nhiều luôn. Để Trọng quay cho khán giả xem cái cục sáp rất là to luôn này. Thắng giữ ra cho anh, để anh kéo cái cục sáp này lên. Ngay đầu video Trọng đã nói là cái tổ này mà cái cục sáp nó là nặng, nó rộng cả 1 mét luôn. Nè. Trời ơi, khán giả thấy không? To bằng người của Trọng luôn này. Cả 1 mét luôn á. Cái sáp này, mấy cái sáp này mà ngâm rượu thì phải nói là rất là hết bài luôn. Ở trong cái sáp này, ở bên dưới nó cũng có mật nữa, để Trọng quay cho khán giả xem này. Từ nè, để Trọng bẻ mật ra cho khán giả xem này. Đây, Kiệt ra quay cho khán giả xem này em. Trong sáp này cũng có mật này, đó, thấy không? Quay rõ không em? Này, Trọng bóp khe ra mật này, đó. Rong rất là ngon luôn nha khán giả. Để Trọng, bây giờ Trọng quay sơ qua một tí cho khán giả xem rồi lý về rồi Trọng sẽ quay chi tiết sau. Còn đây là cái cục mật chính ở trong này luôn này. Cục này phải nói rất là to. Hiện tại bây giờ là Trọng đeo bao tay rồi nhá, nên là an toàn vệ sinh nên khá giả yên tâm nhá. Cái cục này phải nói rất là to luôn này. Wow. Nhìn đã không? Kỳ quay cận cảnh này, coi mật chảy xuống này. Trời ơi. Nhìn rất là đã luôn. Cắt đây nó chảy mật đây. Rồi, ok anh. Đó, khán giả xem cái cục mật này. Nhìn đau không Kiệt? Rất là to luôn rồi. Cả nhà xem mật thấy đau không? Hiện tại bây giờ mật ong này đang là mật ong giữa mùa nhá. Anh em Trọng là đang bắt ở giữa mùa, nên là cái chất lượng mật là nó sẽ tốt nhất luôn. Nên là khán giả nào mà có nhu cầu mua mật ong rừng thì cứ liên hệ cho Trọng qua số điện thoại 0345
099088 và 036 782 7841. Mật ong rừng nguyên chất ở Lâm Đồng quê hương Trọng. Thì bây giờ Trọng quay đến đây thôi để anh em tranh thủ đem về rồi Trọng vắt mật ra rồi Trọng đóng vô trong chai. Thì mời tất cả khán giả tiếp tục xem cái video này nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Thì bây giờ là anh em Trọng là đã đi về tới nhà rồi. Thì cái thành quả ngày hôm nay đây khán giả, Kiệt vào đây quay cho khán giả xem này em. Kiệt quay những cái con ong rừng này. Đó, những cái con rừng nó vẫn còn đang bò luôn này, khán giả thấy không? Đó, nè, và đây nè. Thì đây là cái thau mật mà ngày hôm nay thì nhóm của Trọng với cả các cậu của Trọng bắt nhá. Đầu tiên nhìn cái tổ nó rất là to luôn á, nó cả mét luôn, nhưng mà chỗ này chắc chỉ được tầm cỡ 3 cho đến 4 lít mật thôi, không tới 7 8 lít như Trọng dự tính. Tôi thắng đem cái tổ lên đây em. Cái tổ phải nói là rất là to luôn nha khán giả. Thì Trọng để tạm cái này qua đây. Để đem cái tổ lên. Tổ này là vừa có ong non, vừa có mật luôn. Dơ lên em. Quay ngược lại. Rồi, cái tổ nó hướng nào? Đúng rồi, hướng này đúng rồi. Này khán giả. Tổ mà nó to như thế này đây. Cầm ấy. Nó gầm có chừng rớt em. Này, cả nhà xem này. Cái tổ ong nó to như thế này. Kiệt quay mấy con ong này. Nhưng cái chỗ như này là ong nó đã làm mật xong rồi và bây giờ nó hút hết mật đi rồi. Còn những cái chỗ như này là con ong nó chưa có nở. Còn những cái phần dưới bên này thì là đang có mật. Này, những cái chỗ như này nếu mà mình bắt sớm hơn, bắt đúng mùa thì mật nó sẽ rất là nhiều luôn. Như khán giả xem là những cái con ong rừng nó đang bò này. Khán giả xem vô là khán giả biết là mật ong của anh em Trọng là nó uy tín như thế nào nhá. Đó, tổ này to như thế này. Giá như mà nếu mà bắt sớm hơn cỡ khoảng nửa tháng hoặc tháng thì chắc có lẽ là hết cái bầu mật này luôn thì nó rất là nhiều. Nhưng mà bắt bây giờ thì chỉ được như đây thôi, được khoảng tầm 3 cho đến 4 lít thôi. Giờ Trọng để cái này vào đây nhá. Rồi để Trọng gặp lại, Trọng để vào đây rồi Trọng vắt mật ong xem thành quả ngày hôm nay là bắt được bao nhiêu lít. Rồi, bỏ cái này qua một bên. Thắng bỏ cái chai qua em. Cả nhà muốn sử dụng mật ong rừng nguyên chất, cả nhà cứ liên hệ cho Trọng qua số điện thoại 0345 099 088. Mật ong Trọng đang đóng ngày hôm nay rồi Trọng gửi cho tất cả khán giả luôn. Ai nhanh tay thì còn, ai không nhanh tay thì mất. Đã quên, ai nhanh tay thì còn, ai không nhanh tay thì hết. Thắng đoán này được mấy lít em? 2 lít rưỡi à? Cái này phải hơn 2 lít rưỡi. Bây giờ là anh em Trọng bắt đầu lọc ong nhá. Còn cái này là sáp ong. Sáp ong này giờ mà ai mà mua mà ngâm rượu là đúng ngon luôn á. Đù, mật ong vàng óng luôn này Kiệt. Trời ơi, khán giả xem này. Để Trọng chế xuống một tí cho khán giả xem mật ong nó vàng như nào. Trời ơi, đã ghê không? Bây giờ Trọng chế vô trong chai. Cái này Trọng nghĩ tầm được hơn 3 lít cả nhà. Cái bầu này là mới nhiều này, cái bầu này là có khi là một bầu này luôn là 2 lít này. Rồi, được rồi. Nào đưa anh cái chai đây để anh quay cho khán giả xem. Ồ, cái này nhiều quá vận chuyển đường xa nó ấy. Bây giờ đổ bớt ra này. Đâu, Kiệt vào đây để anh quay cho khán giả xem. Khán giả xem là mật ong vàng không? Vàng óng luôn này, nhìn rất là ngon luôn. Thì những cái chai mật ong là Trọng chỉ đóng được đến nhiêu đây thôi, đóng được 95%. Còn một chút xíu ở trên này nữa là Trọng không có đóng. Là cái lý do là khi mà mật ong rừng mình vận chuyển đường xa á, nó sóc lên rồi nó có ga, nếu mà Trọng đóng căng quá nó sẽ bị nổ. Đó, nổ mất cái chai. Nên là Trọng chỉ đóng được tới đây thôi nhá. Nếu mà khán giả mua hàng thì Trọng chỉ đóng được tới đây thôi. Còn chút xíu này là không đóng được. Không phải là Trọng tiếc hay gì đâu, nhưng mà vận chuyển đường xa nó mà nổ thì nó lại phí hơn nữa. Đấy, bỏ này qua bên. Vặn nắp vào em. Vặn nắp vào luôn. Rồi cái nắp nó vặn vô luôn. Khán giả nào mua hàng cứ inbox cho Trọng 0345 099 088 và 036 782 7841 nhé. Trọng sẽ gửi những chai mật ong rừng nguyên chất anh em mình mới đi bắt cho tất cả khán giả luôn. Lấy cái chai đó của em. Hàng Trọng bán là hàng chính hãng, hàng uy tín đàng hoàng. Nay giờ đang đông mật ong mà ong nó cứ bò xung quanh luôn này. Là khán giả biết rồi đó. Trọng là ở Lâm Đồng, Trọng sinh ra lớn lên ở Lâm Đồng nên là ở quê hương của Trọng là có rất là nhiều ong rừng luôn. Nên là cứ mọi năm cứ tới mùa là anh em Trọng là thường hay đi để bắt.
để trọng chắt hết cái này ra, rồi bắt đầu là trọng sẽ trọng chắt hết cái này ra, xong rồi trọng mới vắt cái bầu mật này. Đây rồi, tạm thời em Thắng bỏ cái đó qua một bên đi, còn cái bầu mật này là mình sẽ vắt ra cho tất cả khán giả cùng xem luôn. Cái mật này là nó chảy từ trong cái bầu mật này ra này. Bây giờ trong từ tạm thời bỏ cái chai này qua đây. Cái dao đâu em? Cái dao vàng thôi, à đây. Có cái đĩa với cái dao vàng này, cắt cho khán giả xem này, cho khán giả xem cục mật thế nào. Cầm lên hả? Mỗi anh em cầm một tay này. Nè. Kiệt quay cận cảnh vô đây này, anh cắt ra cho khán giả xem cái cục mật này. Mật này là cục to nhất luôn này. Bây giờ trọng cắt ra cho khán giả xem nhá. Nè, trời ơi. Quay thẳng vào cái giữa đường anh cắt này. Đó. Đó, ui giời. Khán giả thấy không? Nè. Nhìn ngon ghê không? Bây giờ trọng cắt mật cho khán giả xem nhá. Trọng cắt tới đâu là mật chảy tới đó luôn này. Khán giả thấy ngon không? Nè, trời ơi. Mật ong rừng nguyên chất nhá. Nhìn rất là ngon luôn này. Úi. Nhìn những cục như này mà bỏ vô miệng thì phải nói là hết nước chấm luôn. Rồi bây giờ trọng bỏ xuống là trọng sẽ vắt. Bây giờ là trọng sẽ vắt cái cục mật này cho khán giả xem này. Trọng đeo bao tay này, ghi các thứ đàng hoàng nha, rồi trọng vắt. Đây này, kiệt quay cận cảnh cho khán giả xem cục mật này, mật bắt đầu chảy xuống này. Nhìn này. Rồi, chuẩn bị mật chảy xuống này. Thấy chưa? Khán giả thấy không? Trời ơi. Trọng rất thích cái cảm giác mà vắt mật ong này luôn. Nhìn đã không Kiệt? Nhìn phải nói là rất là thích luôn. Trọng đeo bao tay rồi nhá, nên là bao tay này bao tay an toàn vệ sinh thực phẩm luôn, nên là khán giả xem video là khán giả đừng có bình luận là mất vệ sinh nhá. Trọng vắt mật ra như vậy để trọng bán. Đó. Để vắt cục này trước. Trọng vắt vừa vừa thôi, vắt nhiều quá thì nó sẽ chua. À quên, vắt nhiều quá mà nó sẽ có những cái phấn hoa, nên là trọng vắt nó vừa vừa thôi. Những cái nào mà trọng cảm thấy có mật thì trọng vắt. Này, như cục này này, trời ơi, chưa vắt mà mật đã chảy đây. Nhìn rất là ngon luôn. Trời ơi. Đúng là món quà từ thiên nhiên cả nhà. Kiệt quay vô trong cái thau cho khán giả xem này. Khán giả xem, khán giả thấy rồi đó. Rồi, trọng vắt như đây thôi. Còn mấy cục này trọng để ngâm rượu uống. Con ong nó nhiều quá, nó chảy xuống chậm để anh vét bớt ra này. Những con ong rừng này cả nhà, trọng cũng phải xin lỗi những con ong rừng này luôn. Trọng cũng không có cố ý làm hại nó đâu, nhưng vì cuộc sống thì mình bắt buộc phải vậy thôi. Rồi ok, chai này vậy được rồi. Lấy chai kia qua. Đồng chai này nữa là hết. Chắc được tầm cỡ 3 lít cả nhà, chứ không được nhiều. Bỏ cái phễu lên em, để đó đi. Ừ. Được cỡ 3 lít. Mật này, cái cục này trọng mới vắt ở trong sáp ra nên là được 3 lít tròn luôn anh em ơi. Trọng mới vắt từ trong sáp ra nên là nó có hơi có bọt một tí. Nhưng mà không sao, chất lượng mật ở trong sáp như vậy nó mới ngon cả nhà. Rồi, thoải mái luôn. Rồi hứng quá đấy. Hứng quá đấy. Rồi. Ok. Kiệt lấy hộ anh mấy cái tem đi để anh dán tem vô Kiệt. Bỏ tạm thời bỏ cái này lên đây đi em. Đúng rồi, chính xác. Bây giờ là tay của trọng là bây giờ là xong rồi nhá. Bây giờ trọng đã đóng xong rồi nên là trọng xin phép trọng tháo vào tay ra để trọng dán tem. Trọng làm cái gì cái đó là an toàn vệ sinh thực phẩm nên là cả nhà xem cả nhà thấy nhá. Nào đưa anh con ạ. Ồ, còn hai cái tem thôi à? Ừ. Thằng đóng chai này lại cho anh Thắng. Để anh dán hai cái tem này qua bên này. Hai chai này, ba chai này có vẻ hơi đầy nhá. Vận chuyển đường xa sợ nó nổ á.
Giờ chúng dán những cái tem mật ong rừng lên cho khán giả xem này. Thì quay cho khán giả xem. Đó. Nhìn mật phải nói là rất là ngon và chất lượng luôn. Không có nơi nào mà bán mật mà phải xịn như là bên Trọng bán. Đây. Em Kiệt quay cận cảnh cho cả nhà xem. Quay cận cảnh này là hai chai mật ong rừng anh em Trọng mới đóng ngay tức thì xong luôn. Có 3 chai cơ, tổng cộng 3 lít nhưng mà Trọng già mời dán tem 2 lít rồi Trọng quay cho khán giả xem. Thì những cái chai mật ong rừng của Trọng là Trọng có dán tem này mật ong Tây Nguyên nhá. Phúc Trọng Shop, mật ong nguyên chất 100% từ thiên nhiên. Thì khán giả xem đầu video tới giờ thấy anh em Trọng đi bắt ở trong rừng 100% đó thì là 100% từ thiên nhiên rồi. Thì bây giờ hiện tại là Trọng đang có 3 lít mật ong rừng. Thì mật ong bây giờ là đang là mật ong ở giữa mùa nên là chất lượng mật nó sẽ rất là ngon. Nên là khán giả nào mà muốn mua hàng mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ cho Trọng qua số điện thoại là 0345 099 088 và 036 782 7841. Thì Trọng sẽ gửi những cái chai mật ong rừng này cho tất cả khán giả. Tại vì mật ong thì số lượng có hạn nên là khi mà Trọng đăng video này lên á, khán giả nào mà xem được video này á, có thể nhấc máy lên và gọi luôn cho Trọng. Thì nếu mà còn mật ong thì Trọng sẽ gửi cho. Còn nếu mà chậm tay thì hết rồi thì Trọng sẽ hẹn chuyến sau Trọng đi rừng Trọng bắt cho cả nhà. Tại vì tuần nào, chủ nhật tuần nào anh em Trọng cũng đi rừng bắt ong cả. Nhưng mà thỉnh thoảng thì Trọng mới quay video lại thôi. Vậy nhé cả nhà muốn mua mật ong rừng nguyên chất thì có thể liên hệ qua cho Trọng qua số điện thoại là 0345 099 088 và 036 782 7841. Đây là mật ong rừng. Còn cái sáp ong này thì quý vị khán giả nào mà muốn mua cái sáp ong này thì có thể liên hệ qua cho Trọng. Cái này mua về làm thuốc hay là mua về ngâm rượu thì rất là ngon luôn. Cái sáp ong này thì có những cái con ong non này. Bây giờ thắng dơ lên cho cả nhà xem. Mà thôi, hồi nãy giờ là cả nhà xem thì cả nhà cũng thấy rồi. Thì nói chung là anh em Trọng mới tháo bao tay rồi giờ cầm lên thì nó không có được vệ sinh cho lắm. Nên là bây giờ Trọng sẽ kết thúc cái video tại đây. Bây giờ là sáp ong cũng có mà mật ong cũng có. Cả nhà muốn mua cái gì thì nhấc máy lên gọi cho Trọng qua số điện thoại 0345 099 088 và 036 782 7841. Thì Trọng cảm ơn tất cả khán giả đã mua hàng ủng hộ cho anh em Trọng. Đây cũng là một cái công việc mà làm thêm của anh em Trọng để kiếm thêm thu nhập lo cho gia đình. Thì cảm ơn tất cả khán giả rất là nhiều vì đã dành thời gian xem cái video này của anh em Trọng nhá. Khán giả nhớ bấm đăng ký kênh cũng như là like và chia sẻ video này cho anh em mình. Một lần nữa thì anh em mình xin chân thành cảm ơn.